Thị trường chung cư Hà Nội dự báo đón nhận những tín hiệu tích cực khi luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản được áp dụng sớm từ ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vấn đề thiếu hụt nguồn cung vẫn chưa được cải thiện, do đó dự báo giá chung cư sẽ tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm. Với những phân khúc sơ cấp mở bán mới thì tôi vẫn đánh giá là sẽ tăng đột biến hơn. Như chúng tôi đang được nắm bắt thì có thời gian tới sẽ có những cái dự án ở trung tâm thành phố Hà Nội mức giá lên đến trên 200 triệu và mặt bằng chung những cái dự án ở vành đai 2 hát vào bên trong có mức giá quanh từ 140 triệu trở lên. Đấy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng những cái sản phẩm sơ cấp sẽ xuống tăng giá sẽ cao hơn. Còn cái điểm thứ hai với những sản phẩm thứ cấp mua bán lại thì chúng tôi đánh giá là với cái việc nguồn cung khan hiếm này thì vẫn duy trì mức độ tăng nhưng đương nhiên tăng không đột biến, có thể từ 5 đến 10% trong thời gian tới. Trước diễn biến giá nhà chung cư tăng cao, tâm lý người mua nhà cũng đã có nhiều sự thay đổi. Là đối tượng ở thì tôi nghĩ rằng là với cái việc mà cái nhu cầu thực tế thì họ sẽ vẫn chấp nhận và vẫn chi trả việc mua. Nhưng ở đây thì chúng tôi sẽ thấy ra có xuất hiện một cái xu hướng đặc biệt đối với những gia đình trẻ, đó chính là xu hướng thuê nhà. Và xu hướng thuê nhà sẽ là xu hướng sẽ xuất hiện mạnh hơn trong năm tới và giá thuê nhà sẽ có xuống tăng lên. Với các nhà đầu tư thì với cái việc thị trường chung cư với như cùng với cả thị trường thấp tầng đang tăng đột biến cũng như là cao như bây giờ thì rõ ràng là các nhà đầu tư cũng thấy rằng cái biên lợi nhuận đầu tư nó không còn cao thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng ngay từ đầu năm 2024 này các nhà đầu tư đã có những xuống di chuyển dòng tiền ra bên ngoài khỏi Hà Nội rồi. Chuyên gia dự báo trong thời gian tới với thực trạng quỹ đất, dự án và nguồn cung tại trung tâm Hà Nội có hạn, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven đô sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.